vô chuyến đi Long Hải nha. Quay chưa? Quay. Vô. Đi du lịch chuyến xa 340 cây là từ Vũng Tàu ra Long Hải. Có em rồi này.
Rồi được rồi, cho nhúng nhúng này thôi. Để dịch lên đi, dịch từ từ. Mã xuống con dịch cho con nha. Được rồi, ở đây thôi. Đau. Ê, tinh tinh tinh, mẹ đây. Ô. Ô. Mẹ thấy mẹ đây. Rồi ướt quần. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Ngồi lên, con ngồi lên mẹ đây. Quả pháo này mình mua nhiều. 80. Nãy dì Hai khoe mua 70 kìa. Cười. Nước lên nè. Không, nó ngồi luôn á. Mà phải đợi nắng không vô nha. Mặc gì
cắt video.